Ủa con béo đâu ta? Trời ơi, nó đi coi nhà với mình mà nó chạy đâu rồi ta? Nãy giờ kiểu nó không thấy. Trời ơi, đi coi nhà mà núp ăn luôn bà nội. Biết sao, sáng giờ ông chở đi coi hàng hai cái nhà luôn. Mà cái nhà nào cũng lấy cái về phòng vệ sinh cho tụi vô không vừa. Tối quá tụi ăn miếng đi. Trời ơi, bà beo này á, sáng giờ đi coi hả, chắc khoảng 4-5 căn rồi mà không có căn nào mà vừa cái phòng vệ sinh luôn quý vị. Trời ơi. Thôi bà ăn đi, thì lát tôi dẫn bà đi. Thì mấy cái nhà xây sẵn á, nó xây theo cái ý của chủ mà sao mà vừa ý của bà được. Đó thì một lát đi qua cái căn này nè, tôi thấy là diện tích nó siêu rộng. Có cái phòng vệ sinh này hả, tôi nghĩ là bà lăn 8 vòng luôn á. Thôi giờ đi cho lẹ, đi lẹ chứ giờ tôi đói quá, ăn cái này không có thấm tháp gì hết á. Vậy hả? Trời ơi. Thôi đi lẹ ông ơi. Rồi ok, đi. Rồi, sắp tới bà Báo ơi, rồi tới nè bà Báo. Trời ơi, cái đâu mà có cái cây ngon dữ vậy trời. Rồi tới nhà rồi nè, cái căn này nè. Đây nè, cái căn nhà máy Thái nè Báo ơi. Rồi đi vô tôi nè bà Báo. Ủa rồi bả đâu rồi ta? Báo. Ăn hoài với bà Báo. Tới nhà rồi nè, đi vô nè, để tôi dẫn vô cái toilet coi vừa bà không nè. Trời ơi, mở cái nón bảo hiểm ra đi. Sao lúc nào cũng ăn vậy? Nguyên ăn ói. Nè tôi vô đây, căn này nè. Đi xuống toilet tôi dẫn đi cho. Đây, vô cái toilet này coi vừa không? Chứ nãy giờ tôi dẫn đi tôi cũng đuối lắm rồi đó. Vừa bự á, cái này được à. Nằm xuống lăn được không? Được. Cái này hả? Giá làm sao? Nhiêu tiền? Căn này hả, để tôi nói qua cái diện tích cho bà trước ha. Diện tích nhà là ngang 5, sâu và 8 mét, một trệt 2 lầu, có 4 phòng ngủ với 3 phòng vệ sinh. Nhà mình nằm trong khu dân cư Đặng Quỳnh á. Thấy phòng khách ok không? Dạ ông giải. Đó, trên trần nè, trần giật cấp nè, những hoa văn họ tiết nhìn rất là đẹp phải không ạ? Đẹp không? Đẹp. Rồi giờ sao, chốt chưa? Giá nhiêu? Căn này á hả, là hiện tại chủ đang rao á là 3,6 tỷ. Đó, bà đồng ý tôi dẫn đi gặp chủ luôn. Giờ sao? Giờ quyết định đi. Thôi 3,6 tỷ tôi đâu có đủ tiền đâu. Ủa vậy sáng giờ đi dẫn quá trời là sao? Đó, thì tôi coi đại thôi, chừng nào trúng số mua. Tôi lựa trước. Trời ơi bà hài quá. Giờ sao? Là không đủ tiền đúng không? Đúng rồi, tôi có 200 triệu hả? Bây giờ có 200 triệu rồi hả? Đúng rồi. 200 triệu vậy tôi á. Vậy tôi dẫn đi mua miếng đất cho xây toilet ha. Hay sao? Trời ơi, để lát hồi tôi dò giấc sớm tôi trúng số không? Trời ơi, hồi sáng giờ có 200 triệu mà bà không nói tôi dẫn đi coi cái chỗ khác. Chứ cái nhà này là tới 3,6 tỷ lận. Nằm trong khu dân cư này, bà thấy lòng đường không? Tới 7 mét luôn á. Để tôi dò vé số. Buổi chiều này bà thấy không? Ta chơi vui không? Đó, thôi thì thôi, bà lợi cái dâu và ăn tiếp đi. Đứng ăn tiếp đi, tôi giới thiệu cho người khác. Đi bển tôi quay nè. Anh chị ơi, căn nhà này á, nằm trong khu dân cư Đặng Quỳnh, một cái khu dân cư VIP nhất nha. Và đặc biệt á, là đường cái nữa là nhà này nó gần một cái con sông gọi là sông Cần Giuộc nha quý anh chị. Nên quý anh chị về cái nhà này có thể là chọn nhà này để làm cái nơi an cư lập nghiệp, vừa ở vừa nghỉ dưỡng thì rất là hợp lý luôn ha quý anh chị. Lòng đường á, là 7 mét, lề đường là 3 mét nè, đường siêu rộng luôn. Và cái nhà này rất là thích hợp cho nhà nào chúng ta có xe hơi ha. Quý anh chị thấy là nhà này vừa hoàn thiện xong luôn quý anh chị. Cửa rất là rộng luôn. Cửa này được sơn tĩnh điện với tông màu xám và kính là kính trong ha. Rồi Đi vào bên trong khu vực phòng khách, một cái phòng khách siêu rộng luôn nào quý anh chị. Đó, phòng khách này rất là to luôn, nên quý anh chị về quý anh chị có set up được những cái nội thất như là một cái bộ ghế gỗ nè, rồi một cái tivi màn hình led trên tường ha, trên trần là trần vượt cấp với những hoa văn và họa tiết nhìn rất là đẹp, rất là long lanh phải không quý anh chị. Rồi ở dưới cầu thang có một cái khoảng không gian trống, chúng ta có thể là thiết kế những cái nội thất cho gia đình mình, như là một cái kệ tủ đựng những cái vật dụng và lưu niệm nè, hoặc là một cái khu vực nhà kho ha. Cái đường mà khoảng không gian này Lộc đi nó rất là rộng quý anh chị, đi đến cái bếp siêu rộng luôn nè, nó là rất rộng luôn quý anh chị ơi. Quý anh chị về á, quý anh chị có thể ở đại gia đình luôn ha. Rồi khu vực bếp với tủ bếp trên và tủ bếp dưới, rất là nhiều cái bếp. Thì ở đây á, cái khoảng không gian này rất là rộng, quý anh chị để một cái bộ ghế bàn ăn tầm khoảng 10 ghế cho gia đình mình. Rồi bên tay trái nè, ống nước vào ống nước ra. Ở trên ổ cắm điện thì quý anh chị để cái khu vực máy giặt ở đây ha quý anh chị. Đặc biệt căn nhà này có một cái khoảng sân sau Lộc Nguyễn rất là thích, một cái khu vực giếng trời, quý anh chị có thể lấy gió và lấy sáng ha. Một khoảng không gian phải nói rất là tuyệt vời phải không quý anh chị. Quý anh chị có thể phơi đồ giặt giũ ở đây. Và cái khoảng không gian này là một cái khu vực nhà tắm. Thì hồi nãy bạn báo có thể là đứng được ở trong cái khoảng không gian này luôn, siêu rộng đó quý anh chị. Đó, với đầy đủ những thiết bị nội thất như là bồn cầu, lavabo, vòi sen ha. Rồi quý anh chị thấy căn nhà này như thế nào ạ? Thấy có ưng chưa ạ? Nếu mà ưng rồi hãy nhanh tay nhấc máy lên gọi ngay cho Lộc Nguyễn và số hotline phía trên màn hình để chúng ta đi xuống tham quan thực tế ha. Và tiếp theo Lộc Nguyễn sẽ mời quý anh chị đi lên từng trệt, Lộc Nguyễn sẽ báo. Và bây giờ quý anh chị hãy đi lên lầu 1, lầu 2 để Lộc Nguyễn cho quý anh chị tham quan cái căn phòng ngủ phía trên ha. Đây, phía trên cầu thang có một cái đèn như thế này để cung cấp ánh sáng cho khoảng cầu thang của chúng ta lúc nào cũng sáng sủa không quý anh chị. Có tính cường lực nữa nè, nên nhìn nhà chúng ta rất là sang trọng và hiện đại. Cái trần ở phía trên nó khá là cao nha quý anh chị. Đó, đứng ở cái khoảng không gian này thì quý anh chị sẽ nhìn được cái khoảng không gian phòng khách nè. Đó, có kính cường lực nha quý anh chị. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ di chuyển lên trên lầu. Trên lầu 1 á, thì sẽ có 2 phòng ngủ, phải nói là siêu rộng luôn, siêu rộng luôn. Cho quý anh chị xem căn phòng ngủ. Wow, rất là rộng luôn quý anh chị ơi. Trên trần rất là đẹp, với trần trượt cấp với những hoa văn họa tiết nè. Rồi hướng ra phía ban công thì đã có màn che cho quý anh chị ha. Nhà chúng ta thì nằm trong cái hướng đông nam, rất là đẹp ha quý anh chị. Một cái ban công khá là chill nha. Nhìn rất là sang luôn. Ở phía ngoài mặt diện nè, đó, được chạm trổ rất là chi tiết nha quý anh chị. Đây, phía ban công của chúng ta là hình những cái lục bình nè, nhìn siêu đẹp luôn. Nhà chúng ta thì nằm trong cái hướng đông nam, kế bên là có tiệm bán nước mía cho quý anh chị luôn nè. Xung quanh khu dân cư nhà cửa san sát nhau rồi quý anh chị. Ở trong đây một lô đất á, với diện tích là ngang 5/20 á, giá nó sẽ dao động từ 2,5 tỷ đến 3 tỷ một lô, tùy theo vị trí nha quý anh chị. Và cái căn nhà này Lộc thấy cái giá nó rất là hợp lý luôn quý anh chị ơi. Đó, hiện tại thì đang đến Giáng sinh rồi, xung quanh thì cũng đang trang trí Giáng sinh nè, rất là vui ha. Rồi tiếp theo thì chúng ta sẽ di chuyển qua bên cái khu vực phòng ngủ thứ 2. Nhưng mà trước khi đến phòng ngủ thứ 2 á, Lộc Nguyễn cho quý chị tham quan căn phòng vệ sinh nha. Đây, căn phòng vệ sinh siêu rộng luôn. Tường ốp gạch lên tầm 2 m cho quý chị. Những cái thiết bị nội thất như là bồn cầu, lavabo, vòi sen. Phía dưới là gạch trống trơn trượt cho quý chị ha. Ở ngoài nó có một cái ô nè để cho quý chị lấy gió lấy sáng luôn. Nên á, mỗi căn phòng nào á, Lộc thấy nó cũng rất là rộng, cũng như là mát mẻ thông thoáng. Căn phòng này nó rộng khoảng 60 m² á quý anh chị, rất là rộng nè. Đó, cái sàn bóng kính rất là đẹp ha. Đặc biệt cái căn phòng này á, nó sẽ có một cái khoảng ban công phía sau, rất là thích luôn. Lộc Nguyễn sẽ di chuyển ra cho quý anh chị tham quan nè. Có một cái ô cửa sổ như là một cái ô cửa chính đó. Đứng ở khoảng không gian này thì quý anh chị cũng có thể nhìn bao quát hơn khu dân cư nào quý anh chị. Nhà cửa đông đúc san sát nhau. Nói chung là căn nhà này rất là đáng để cho quý anh chị sở hữu để chúng ta ở nghỉ dưỡng ha. Rồi, tiếp theo thì quý anh chị và Lộc Nguyễn cùng di chuyển xuống tầng trệt. Lộc Nguyễn sẽ thống kê chi tiết lại một lần nữa và sẽ báo giá đầy đủ cho quý anh chị căn nhà này là bao nhiêu nha. Anh chị ơi, vừa rồi thì anh chị đã tham quan qua hết từng góc ngách căn nhà này rồi phải không ạ? Lộc Nguyễn sẽ thống kê chi tiết lại một lần nữa cho quý anh chị nắm thông tin. Ngôi nhà này với diện tích là ngang 5, sâu vào 18 m, một trệt, 2 lầu, có 4 phòng ngủ và 3 phòng vệ sinh, nhà sổ hồng riêng, hoàn công đầy đủ. Và quý anh chị ơi, vị trí ở đâu ạ? Vị trí ngay khu dân cư Đặng Quỳnh, một cái khu dân cư VIP nhất ở ngã ba Tân Kim, với lòng đường là 7 m, lề đường là 3 m. Buổi chiều á, con nít ra đây chơi rất là vui vẻ, cũng như là tập thể dục rất là thoải mái ha quý anh chị. Đặc biệt là khu dân cư này có đến có một cái khu công nghiệp rất là lớn là khu công nghiệp Tân Kim mở rộng, và có trường học mầm non rất là đầy đủ ha, công viên nữa. Và giá đầy đủ căn nhà này chủ gửi cho Lộc Nguyễn review là 3,6 tỷ, giá này không phát sinh nha quý anh chị. Mọi thông tin chi tiết về ngôi nhà này quý anh chị hãy nhanh tay nhấc máy lên gọi ngay cho Lộc Nguyễn và số hotline phía trên màn hình để chúng ta xuống tham quan thực tế ha. Và cuối video, Lộc Nguyễn xin mến chúc cho tất cả quý anh chị có thật nhiều sức khỏe, thật nhiều niềm vui trong cuộc sống, và sớm sở hữu cho mình một cái căn nhà đẹp như thế này để chúng ta đón Tết năm 2020 thật là vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình mình ha. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị ở những video lần sau ạ.